Xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu như các dòng máy thái thịt 9 ES chỉ thái thịt bán tự động, hay dòng máy thái thịt SL300E thái thịt tự động 100%, thì máy cắt thịt tự động SL300B ngay cạnh mình đây lại khá chủ động khi sở hữu cả hai tính năng thái thịt tự động và bán tự động, chuyên thái các loại thịt chín, giò chả, thịt đông lạnh cho năng suất cao. Vì vậy, khi cần để nhanh hiệu suất và tiết kiệm công sức, bạn có thể cho máy thái thịt tự động hoàn toàn. Ngược lại, khi bạn thành thơi hơn thì bạn có thể sử dụng chế độ bán tự động để có thể giảm tải hoạt động cho motor cũng như vẫn đảm bảo năng suất thịt cần thái, rất là tiện lợi đúng không nào? Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào khám phá chi tiết về chiếc máy thái thịt SL300B này để xem đây có phải là trợ thủ mà bạn đang cần tìm kiếm cho đơn vị của mình không nhé. Các dòng máy thái thịt do điện máy Newsan phân phối đã được kiểm định và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng bởi Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng sản phẩm. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua một chút về công dụng của chiếc máy thái thịt SL300B này trước khi khám phá vào chi tiết các tính năng của nó. Máy thái thịt SL300B là dòng máy thái thịt đông lạnh, thịt chín vận hành tự động và bán tự động. Bên cạnh dùng để thái thịt đông lạnh và thịt chín thì máy còn có thể dùng để thái các thịt nguội, giò chả, xúc xích. Vì vậy, những đơn vị nào chuyên sản xuất các loại thực phẩm này thì hoàn toàn có thể đầu tư sử dụng máy thái thịt SL300B. Chiếc máy này chắc chắn sẽ là cánh tay phải đắc lực giúp bạn tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như chi phí nhân công. Nếu vận hành hoàn toàn tự động thì mỗi giờ chiếc máy thái thịt SL300B này cũng cho ra năng suất tương đương với máy thái thịt SL300E là 50-70kg thịt. Còn nếu như để máy vận hành bán tự động thì năng suất sẽ còn phụ thuộc vào tốc độ thao tác của người dùng. Được bao phủ bởi màu gam sáng bạc, vô cùng đẹp mắt đúng không nào? Và vì nó nhỏ gọn như vậy, bạn có thể đặt máy tại bất kỳ vị trí nào mà bạn mong muốn, không sợ tốn nhiều diện tích đâu nhé. Tuy nhiên, theo mình thì bạn nên đặt máy trên một chiếc bàn với độ cao vừa phải, tầm như thế này, sẽ giúp cho việc vận hành máy thuận tiện nhất. Máy có phần thân được làm từ hợp kim nhôm chuyên dùng cho ngành thực phẩm, do đó không chỉ bền bỉ mà còn không gây bám dính thực phẩm, rất dễ dàng để vệ sinh sau khi sử dụng. Máy thái thịt SL300B được trang bị hai động cơ riêng biệt, vận hành tự động và tách biệt hoàn toàn. Ngoài ra thì chiếc máy này còn có thể hoạt động bán tự động. Trong trường hợp bạn muốn đẩy tay thì chỉ cần vặn chốt ở chế độ đẩy tay thì máy sẽ không đẩy tự động nữa. Bạn có thể thực hiện đẩy tay như các dòng máy thái thịt ES. Lưỡi dao máy cắt thịt tự động SL300B được làm bằng hợp kim chất lượng vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cắt thịt đông cứng. Đường kính lưỡi dao là 300mm. Đây cũng chính là lý do vì sao mà máy có tên gọi là SL300B đó. Sau một thời gian sử dụng, lưỡi dao có thể bị cùn, nhưng bạn yên tâm, trên thân máy được trang bị bộ phận đá mài. Bạn chỉ việc nhấn nút để mài lưỡi dao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lạm dụng đá mài lưỡi dao vì mài nhiều máy sẽ giảm tuổi thọ của lưỡi dao và máy thái thịt. Độ dày lát cắt được điều chỉnh linh hoạt từ khoảng 0 đến 15mm. Do đó bạn có thể thái thịt với nhiều mức độ dày khác nhau, phục vụ cho nhiều công việc, nhiều mục đích khác nhau. Đặc biệt khi cắt thịt xe lạnh dùng trong lẩu băng chuyền, máy cắt thành những lát mỏng đều, tự cuộn tròn rất đẹp mắt. Thiết kế bàn kẹp thịt của máy có độ nghiêng lớn hơn máy thái thịt ES nên đẩy thịt nhanh hơn, giá đỡ thịt chắc chắn, kết hợp với càng đinh đa chiều giúp cố định và kẹp chặt được những miếng thịt lớn trong lượng từ 2 đến 4kg. Hướng dẫn sử dụng. Bước 1. Đặt máy tại nơi khô ráo thoáng mát, thuận tiện sử dụng. Bước 2. Điều chỉnh độ dày lát cắt qua núm vặn đen bên hông máy. Bước 3. Đặt khối thịt cần cắt lên bàn đỡ và kìm chặt bằng hệ thống càng bám thịt. Đặt khay hứng thịt ở phía sau máy. Bước 4. Bật công tắc để lưỡi dao máy hoạt động trước. Bước 5. Bật công tắc để bàn đẩy hoạt động và đẩy miếng thịt chạy qua lưỡi dao quay tròn. Lúc này, thịt sẽ được tự động thái lát cuộn tròn ra phía sau máy. Lưu ý khi sử dụng. Sau khi cắt xong thịt, bạn tắt máy, lấy hết các vụn thịt ra ngoài, dùng khăn sạch lau sơ qua máy, dùng khăn sạch có tẩm xà bông lau qua lưỡi dao, thân máy và lau sạch lại bằng khăn ẩm, không để bộ phận điện bị nhiễm nước. Lau khô máy bằng khăn khô sạch sau khi vệ sinh máy, có thể phết nhẹ một lớp dầu ăn lên cả mặt trước và mặt sau của lưỡi dao để bảo quản tốt lưỡi dao hơn. Đặt máy tại nơi khô ráo, tránh tiếp xúc với môi trường ẩm dễ bị nhiễm điện. Ngoài sản phẩm máy thái thịt, Newsan cũng cung cấp thêm các dòng sản phẩm máy liên quan hỗ trợ khác như nồi nấu phở, máy xay thịt, tủ hấp giò chả, máy đun xúc xích, máy viên thịt. Các bạn có thể tham khảo lựa chọn cho đơn vị của mình, chọn bộ sản phẩm để phục vụ công việc được hiệu quả hơn. Và vừa rồi, Newsan đã vừa giới thiệu tới các bạn chiếc máy thái thịt đông lạnh tự động SL300B do Newsan nhập khẩu chính hãng và phân phối. Với các tính năng tiện dụng, mức năng suất cao và giá thành vô cùng hợp lý, thì chiếc máy này chắc chắn sẽ là giải pháp tối ưu cho các cơ sở chuyên cung cấp thịt bò đông lạnh, nhập khẩu, các cơ sở chế biến thịt, làm giò chả, các nhà hàng, khách sạn hay các quán lẩu nướng, lẩu băng chuyền. Đặc biệt, khi mua sản phẩm máy thái thịt tại điện máy Newsan, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên tới 20% cộng một phiếu mua hàng trị giá 500 ngàn, bảo hành 1 năm phần điện cộng 3 năm các mới hàn inox, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7,
Đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên. Miễn phí vận chuyển nội thành các chi nhánh Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An, Đà Nẵng và Nha Trang. Hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Và để được tư vấn mua sản phẩm, các bạn hãy nhanh tay gọi đến số hotline của điện máy New Sun 0961 555 155, 0961 555 255 hoặc truy cập website dienmayneusun.com để được hỗ trợ và tư vấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Nhớ nhấn like, subscribe và bấm chuông thông báo để có thể cập nhật những dòng video mới nhất của điện máy New Sun nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.